Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ mà theo tôi sẽ làm cho các bạn đứng ngồi không yên. Bật mí với các bạn, chiếc đồng hồ này đến từ quốc gia của những chiếc xe tốt nhất thế giới, đó là Audi, Mercedes hay là BMW. Và chúng ta cùng khám phá xem hôm nay chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ gì nhé. Chiếc đồng hồ này được sản xuất từ những năm 2006 đến 2011. Đây, như trên tay tôi các bạn đang thấy đó chính là chiếc Clarencon lớp vỏ bằng platin, chất liệu mà quý hơn cả vàng, đắt hơn cả vàng. Cảm nhận của tôi khi cầm chiếc đồng hồ này, nó là khá đầm tay và nặng. Nặng hơn cả vàng, đấy là điều đương nhiên rồi. Đây cũng là điều dễ hiểu thôi khi điệu nguyên chất của lớp vỏ platin này lên tới 95%, trong khi đó vàng chỉ là 75% mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào lớp vỏ của chiếc đồng hồ này. Lớp vỏ của chiếc đồng hồ này thì có đường kính là 41mm, dày 13,5mm, càng thẳng, tay càng thẳng, vào cỡ đầu dây là 20. Kính trước và kính sau của chiếc đồng hồ này là kính sapphire chống lóa. Chiếc đồng hồ sở hữu 3 núm bấm. Đây, như các bạn đang thấy, núm bấm góc 2 giờ và 4 giờ là bộ chronograph. Còn núm bấm góc 10 giờ, đây chính là núm bấm để chỉnh ngày. Ngoài ra là còn có 3 núm chọc ở hai bên sườn để chỉnh chuẩn lịch vạn niên của chiếc đồng hồ này. Ngoài ra, núm crown chính của chiếc Clarencon Datograph thì là núm rút được một lần. Đây, rút một lần, không phải là núm cổ chai như những chiếc Rolex. Và đây tôi sẽ thử chỉnh giờ để cho các bạn xem. Khi chúng ta rút một nấc thì là đơn thuần thì chúng ta chỉnh giờ cơ bản. Đây, các bạn đang thấy. Đấy, ngày. Rồi. Khi các bạn muốn bấm ngày thì các bạn phải rút một nấc ở tại núm đồng hồ ra thì lúc đó các bạn mới chỉnh được ngày. Đó. Ngày nó nhảy lên. Tuy nhiên khi ấn vào thì cái chức năng này là vô dụng. Đấy, các bạn có thể. Đây là chronograph. Đây, tôi sẽ thử chronograph cho các bạn xem. Đấy, nút bấm rất là nhẹ. Chiếc này có cái tính năng flyback. Dừng lại. Reset. Tất cả những nút bấm của chiếc Clarencon Datograph lịch vạn niên này rất là nhẹ. Và bây giờ tôi sẽ thử ướm lên tay cho các bạn xem chiếc đồng hồ này có vừa không. Đây, như tay tôi, của tay tôi là 16,7. Tôi đeo được những chiếc đồng hồ size 40 là vừa đẹp. Đây thì tôi sẽ thử xem đeo chiếc 41 này có hợp lý hay không. Đây, các bạn đang thấy. Đây, các bạn thấy đây. Tôi thấy khá là vừa. Tuy nhiên là một lưu ý theo tôi thấy là với chiếc đồng hồ này thì càng có hơi dài, thế nên là khuyến khích cho những chủ sở hữu có bản tay vuông và bẹt thì đeo sẽ khá là đẹp hơn cổ tay tròn. Và nếu cổ tay tròn thường thì như chiếc đồng hồ này theo tôi là từ 17 trở lên thì đeo sẽ rất là đẹp và phù hợp. Đây, khá là đẹp. Ok. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đi tiếp đến phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Mặt số của chiếc đồng hồ này là chiếc mặt số bạc với các cọc số đổi. Đây, như các bạn đang thấy đây. Đi sâu vào các chức năng trên mặt số thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về chức năng hiển thị thời gian. Thì chiếc đồng hồ này bao gồm những chức năng hiển thị thời gian, đó là giờ, phút, kim dây nhỏ. Đây, như các bạn đang thấy đây, đây là kim dây nhỏ ở góc ở ô đồng hồ góc 9 giờ. Thường chúng ta hay gọi kim này là mini second. Và đồng hồ hiển thị chính xác giờ ngày đêm, hiển thị phân biệt giờ ngày đêm. Đây, nó là ở vị trí này. Các chức năng về lịch, nó bao gồm lịch big date hay gọi là lịch lớn. Thì cái lịch lớn này nó phức tạp hơn lịch thường rất nhiều, bởi vì thay vì một đĩa lịch thì lịch big date phải sở hữu tận hai đĩa lịch, tức là gấp đôi so với những cái lịch chúng ta thường thấy thông thường. Đối diện với lịch big date đó chính là lịch thiên văn hiển thị các thời điểm trăng tròn và trăng khuyết, với trăng và sao được làm rất là sáng và nổi trên bầu trời xanh thẳm, cùng với cả màu kim xanh của chiếc đồng hồ. Đây, những cái kim lung của chiếc đồng hồ thì nó trùng với cái màu của bầu trời đêm đây. Đấy, như chúng ta đang thấy là lịch thiên văn của chiếc đồng hồ này rất là cuốn hút và hấp dẫn. Ngoài ra, các chức năng về lịch còn có ngày, năm nhuận, tháng và lịch vạn niên. Thì cái lịch vạn niên này đã được thương hiệu Clarencon xét cho khớp tất cả các lịch đến tận năm 2100.
tức là thời điểm tôi đang nói đây là năm 2017, tức là đến 83 năm nữa các bạn sẽ không phải chỉnh lịch nếu như bạn đeo thường xuyên mà sử dụng chiếc đồng hồ này thường xuyên. Nếu như Breguet là một bậc thầy sử dụng kết hợp các loại vân guloid trên cùng một mặt số thì Liangson theo tôi thì lại là một nghệ nhân về sử dụng và trang trí các cái kim đồng hồ trên mặt số. Trên mặt số đồng hồ này trông tưởng chừng là bình thường này thôi nhưng mà thực sự là sở hữu đến bốn loại kim khác nhau. Vâng, đến bốn loại kim khác nhau. Khi giờ và phút thì được dùng chính là kim alpha truyền thống, kim giây, kim bấm chronograph và kim đếm giờ thì được chế tác theo cái giá kim khâu hoặc là hay nói stick. Kim hiển thị thì thứ tháng năm nhuận là kim dạng mũi kiếm sword, và chỉ có duy nhất một loại kim đồng hồ đặc biệt khác biệt không giống một cái loại kim nào trên mặt số đồng hồ này, đó chính là kim phân biệt giờ ngày đêm, đó chính là kim dạng la bàn hình tam giác đây ở vị trí này các bạn đang thấy đây. Đấy, đồng chí à. Cuối cùng ngoài những cái chi tiết ở trên mặt số đồng hồ thì tôi có bổ sung thêm một cái tính năng, một cái chức năng mà Liangson đã lồng vào rất là thông minh, đó chính là tính năng tachymeter ở cái vành ngoài của mặt số đồng hồ. Cỗ máy lên dây này mang mã hiệu là Liangson L952.1, được phát triển dựa trên base có sẵn của hãng, đấy chính là L951.1. Chỉ khác nhau là bộ 952 đã kết hợp thêm một bộ lịch vạn niên lai lên trên mặt số phần trên của bộ máy. Chiếc đồng hồ này thì có 45 chân kính với tần số dao động 18.000 nhịp trên một giờ. Đường kính cỗ máy này chỉ là 32 mm, tuy nhiên ẩn chứa bên trong là 556 chi tiết máy. Vâng, và đây là 556 chi tiết máy, một con số theo tôi nghĩ là khủng khiếp khi mà so sánh đơn giản thôi với một thương hiệu khác. Một chiếc đồng hồ cũng tính năng có thể nói là cũng tương tự thôi, là vạn niên và chronograph của Patek Philippe, đó chính là chiếc 5270. Thì chiếc 5270 chỉ sở hữu bộ cỗ máy nó chỉ có 456 chi tiết, việc hơn 100 chi tiết thì các bạn có thể thấy được đây là nó đã tạo ra một cái cỗ máy nó rất là hoàn hảo, rất là đẹp. Đấy, như các bạn đang thấy đây. Ở cuối video này tôi sẽ có một cái đánh giá, một cái so sánh chiếc Liangson Datograph Perpetual này với chiếc Patek Philippe 5270 để chúng ta có một cái nhìn đánh giá trực quan nhất về hai chiếc đồng hồ đều coi là top của hai thương hiệu này. Các bạn hãy cùng theo dõi ở cuối video clip này nhé. Bây giờ tôi sẽ nói về máy móc và cái cảm nhận cá nhân của mình về cái cỗ máy L952.1 này. Thì đây, như tôi nhận thấy đây, như cái bộ balance đây, đây là vị trí bộ balance thì có cầu cổ ngỗng được chạm khắc rất tinh xảo đây, và với vít tinh chỉnh nhanh chậm ở đây vị trí này, sự kết hợp hài hòa giữa các chân kính và ốc xanh theo dạng Mickey đặc trưng của Liangson đã làm cho cái cỗ máy đã phức tạp lại thêm phần phức tạp hơn. Thực tế nếu cảm nhận về cái cách bài trí cỗ máy đồng hồ thì tôi nghĩ đối thủ của Liangson thì chỉ có thể là những chiếc đỉnh cao đến từ thương hiệu Jacques Le Cun, hoặc là một số chiếc đồng hồ đặc thù đến từ thương hiệu quốc gia Đức, đó chính là Glashütte Original. Với giá hãng của chiếc Datograph Perpetual này được hãng niêm yết là 164.800 đô, với giá giao dịch ngoài không mua chính hãng thì nó rơi vào tầm 100 đến 110 ngàn. Còn khi mà đã qua sử dụng thì giá thì nó cũng dao động khá là dao động trong khoảng từ 65.000 đến 80 đến 90 ngàn tùy từng tình trạng. Và sau đây tôi xin so sánh đánh giá hai chiếc đồng hồ theo tôi là cũng khá là giống nhau với các chức năng là lịch vạn niên và chronograph kết hợp với chronograph, đó chính là chiếc Patek Philippe 5270 và chiếc Liangson Datograph Perpetual này. Thì tôi sẽ đánh giá thêm một vài tiêu chí nhé. Đây, vì đầu tiên thì tôi sẽ đánh giá thêm tiêu chí về thương hiệu. Thì chắc hẳn những người chơi đồng hồ và những người tìm hiểu về đồng hồ cũng đều biết là giá trị thương hiệu cũng như là về độ nhận diện thương hiệu thì Patek Philippe hơn hẳn về Liangson. Cũng dễ hiểu thôi, vì trong một cái quá trình trải dài đến hơn trăm năm của Patek Philippe thì đã rất được nhiều người mến mộ. Thì chiếc Liangson thực tế mới hoạt động trở lại chính thức từ những năm 1990 đến nay thôi. Tôi nghĩ là Patek Philippe đã hơn hẳn Liangson ở cái tiêu chí này. Test về tiêu chí chức năng của hai chiếc đồng hồ này thì cái này thì tôi có thể khẳng định với các bạn là
về chức năng thì Liang Yanshun nhiều chức năng hơn Patek Philippe. Đó, như bạn đang thấy đây, rất nhiều chức năng. Nó bao gồm như là lịch ngày thứ tháng, lịch năm nhuận, kim hiển thị chính xác giờ ngày đêm, vân vân và vân vân. Trong khi Patek Philippe thì ít chức năng hơn. Về tiêu chí này, Liang Son đã ghi điểm hơn Patek Philippe. Về tính hữu dụng thì thực tế là tôi nghĩ Patek Philippe phù hợp hơn trong vấn đề sử dụng nhá. Về vấn đề chữ cót thì chiếc Patek 5270 có thời lượng chữ cót lên đến 65 tiếng, trong khi chiếc đồng hồ Leang Son Datograph Perpetual này chỉ có thời lượng cót thì vỏn vẹn 36 tiếng thôi, nó chỉ bằng xấp xỉ 1 phần 2 chiếc đồng hồ kia. Có nghĩa là nếu mà bạn có nhiều đồng hồ ấy, thì chiếc đồng hồ này thì có khi là bạn sẽ thường xuyên để bị chết chết lịch, mà cứ mỗi khi đeo là chúng ta sẽ phải chỉnh lịch cũng khá là mất thời gian. Thì cái về tính hữu dụng, chiếc Patek Philippe 5270 nhỉnh hơn chiếc Leang Son này. Về tiêu chí độ hoàn thiện này, theo tôi cũng như là một số người chơi đồng hồ, nó chiếc Leang Son nó có độ hoàn thiện cao hơn Patek Philippe, kể cả về từ tổng thể độ hoàn thiện bên ngoài cũng như từ các cỗ máy bên trong. Tuy nhiên là các bạn lưu ý, đây là cảm nhận cá nhân của tôi và một số người chơi đồng hồ thôi, còn với mỗi một người sưu tầm yêu thích đồng hồ với những chiếc phân khúc khác thì mỗi người lại sẽ có một cái cảm nhận riêng khác nhau. Còn với chiếc này, chiếc Datograph vạn niên này với chiếc 5270 thì theo tôi đánh giá chiếc này độ hoàn thiện cao hơn chiếc Patek Philippe. Cuối cùng đấy chính là tiêu chí về giá. Thì với hai chiếc đồng hồ có cùng chất liệu 5270 và chiếc Datograph này thì Patek luôn luôn là một chiếc có giá retail cao hơn. Giá chiết khấu của chiếc Patek cũng thấp hơn. Tổng thể chung thì Patek luôn luôn cao và giữ giá hơn. Rất đơn giản thôi, các bạn có thể tham khảo Chrono 24, một website rất lớn về giao dịch đồng hồ. Và như năm tiêu chí tôi vừa đánh giá, đó là về thương hiệu này, về chức năng, tính hữu dụng, độ hoàn thiện và về giá, thì chiếc Leang Son này cũng so sánh với chiếc Patek Philippe 5270 thì thực tế ra đúng là 1 9 1 10, kẻ tám lạng người nửa cân. Chỉ có một điều quan trọng nhất, đó chính là khi chúng ta mua hay khi chúng ta muốn sở hữu chiếc đồ một trong hai chiếc đồng hồ đó thì chúng ta phải xem cái nhu cầu của chúng ta là gì. Khi nếu chúng ta yêu thích một thương hiệu đỉnh cao, một thương hiệu lâu đời, trải dài một quãng lịch sử 100 năm, thì đương nhiên Patek Philippe là sự lựa chọn số 1. Tuy nhiên nếu nhu cầu của bạn là muốn sở hữu chiếc đồng hồ siêu tạp đúng nghĩa với độ hoàn thiện và tính chất cơ khí hàng đầu thì Leang Son Perpetual Datograph thì lại là một cái lựa chọn không thể tốt hơn. Các bạn cảm nhận như nào về chiếc đồng hồ Leang Son Datograph Perpetual này? Nếu như các bạn cảm thấy hay, hãy share, like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn.